Rồi, mến chào bạn. Hôm nay mình mua một chiếc loa bờ Bluetooth. Mà phải nói giá nó rẻ không thể nào tin được các bạn, chưa tới 100 ngàn. Nó gồm có một cái mic Caro và một cái loa ha. Một cái loa pin là 800 mili. Âm thanh nghe phải nói super bass, nghe phải nói siêu hay luôn. Đây bao gồm 3 in 8W rồi có cả radio nữa. Tần số từ 45 Hz đến 18 Hz, 50 dB, 800 điện, 5V một set. Rồi đó, mắt zin Chani khá lớn ha, và nó rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra cho bạn xem thử. Không thể nào tin được một cái giá phải nói là quá rẻ như vậy. Đây rất là to lớn các bạn thấy không, đây bàn tay mình nè, thấy không, rất là lớn luôn. Đó, cái loa rất là đẹp. Ở đây thì nó có phát được nhạc từ thẻ nhớ nè, rồi USB, nguồn điện lỗ này, nguồn điện cắm vào 6V và bên này không tắt nguồn ha. Thì bên này nó có cộng trừ để phát nhạc nè, rồi có nút menu nè, menu để chọn ra đài đồ này nọ kia khác nọ ha. Thôi đài phát thanh thì giờ bỏ qua đi. Rồi bây giờ mình sẽ bật ra, quên quên còn một bộ phận nữa em này nữa, đó là cái micro. À, đây là micro của nó. Đây tất cả đều xài pin sạc hết các bạn nha, đó, nó vip ở chỗ đó. Rồi bây giờ mình sẽ bật nguồn lên nè. Đó, rồi đây là cái micro nè, mình sẽ bật micro lên. Rồi micro. Rồi đây đã sáng đen rồi nè. Alo, 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 một hai, các bạn thấy ok không? Rồi bây giờ cái này á là nó có cả volume để lớn bé đồ echo để cho này luôn ha. Thì ở đây nó có một cái nút này là cái nút để điều khiển đủ thứ tiếng. Rồi quên, chứ bộ này nó còn kèm theo một sợi dây sạc nữa nè, USB Type-C nữa, quên. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển tiếng cho bạn nghe. Bây giờ mình bấm nút này nè. Rồi, ra tiếng nít nè. Alo, alo. Rồi, mình chuyển qua tiếng này. Alo, alo. Ra tiếng bà già, ông già. Alo, alo. Rồi, tiếp tục. Alo, alo, alo. Con đường xưa em đi. Rồi, tiếp tục. Alo, 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 1 2 3 4. Rồi tiếp tục nè. Alo, 1 2 3 4. Con đường tình ta đi. ai tiếp Alo, những những ngày ngày xưa xưa thôi thôi nói. À, alo, Alo, những những ngày ngày xưa xưa thôi thôi nói. nói. À, các bạn thấy không, đủ nè. Tiếp Alo, alo. Rồi mình muốn trở về nhanh, nó rất là nhiều thứ tiếng trong này, trở về nhanh thì mình nhấn nút nguồn, mình tắt nguồn đi. Rồi bắt đầu mình bước tiếp theo, mình nhấn lên lại nè thì nó sẽ về trở về vị trí cũ. những ngày Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc, thí dụ mình hát là rất là ok các bạn nha. Rất là ok. Rồi đây mình mở một bản nhạc nè. Bạn thấy không? Bạn đã chưa? Bạn thấy bass dập đã chưa? Không thể nào tin nổi một cái loa chưa tới 100 ngàn, nó kèm theo micro, thấy không, micro không là mình thấy cũng cả 100 ngàn rồi nè. Đó, mình thử hát karaoke thử một bài cả ha. Đây mình hát bài của mình sáng tác luôn, sẽ không sợ, không biết có bị bản quyền hay không, không biết. Rồi mình cứ hát thử đi, khi nào nếu có bản quyền thì mình cắt cái bản quyền đó đi ha. Mình cắt cái đoạn video, cái bắt cái cắt cái đoạn mà nó có bản quyền đi rồi thử cái ha. Đời là hơn thua nè, là cái bài này sáng tác của mình nè.
của vụ đức hạnh, vụ hạnh là mình á. Rồi rồi thử coi. Sống trên đời này muốn đẹp lòng mọi người, mà sao có quá ai ơi. Đời là hơn thua, là cánh ghép thân thù, thường gieo tiếng oán cho người, chế nhiều hơn là khen. Thế nhân sự đời sau là chuyện của người, còn ta như đóa hoa hương. Chỉ vì đánh thua, vì câu nói lơ lời, tình thân của hoa kẻ mù như là chưa từng quen. Kể hồ đi em, để anh lên hỏi ông trời, hỏi ai trong một kiếp người mà chưa từng mắc lỗi lầm chi. Kể hồ đi em, miền sao ta sống chân thành, đừng quên anh tốt với mình, không hận thù tất cả rồi qua. Sống trên đời này muốn đẹp lòng mọi người, tình yêu thương hay trao nhau. Đời đừng hơn thua, đừng canh ghét hận thù, ngoài tay những chuyện của người ta được thêm niềm vui. Rồi à, các bạn nào mà có nhu cầu mà mua cái loa này thì ở trên cái phần mà một là vào phần mô tả, hai là ở trên màn hình á, cái kênh YouTube của mình có tiếp thị liên kết, các bạn bấm vào đó ha, các bạn bấm vào đó xong rồi các bạn mua ha, bấm vào đó thì có sản phẩm mình để sẵn cho đó, các bạn mua tùy theo lựa chọn cái giá để mình mua. Sống trên đời này muốn đẹp lòng mọi người, mà sao khó quá ai ơi. Đời là hơn thua, là tranh ghét hận thù, thường gieo tiếng oán cho người, chê nhiều hơn là khen. Thế nhân sự đời sau là chuyện của người, còn ta như đóa hoa hương. Chỉ vì ganh đua, vì câu nói lơ lời, tình thân cũng hoa kẻ thù như là chưa từng quen. Kể họ đi em, để anh lên nói ông trời, hỏi ai trong một kiếp người mà chưa từng mắc lỗi lầm chi. Kể họ đi em, nhìn sao ta sống chân thành, đừng quên ai tốt với mình, không hận thù tất cả rồi qua. Sống trên đời này muốn đẹp lòng mọi người, tình yêu thương hay trao nhau. Đời đừng hơn thua, đừng canh ghét hận thù, ngoài tay những chuyện của người ta được thêm niềm vui. Đời đừng hận thua, đừng canh ghét hận thù, ngoài tay những chuyện của người ta được thêm niềm vui. Các bạn biết cái loa này á là mình mua chỉ có 80.000 thôi các bạn ạ. 80.000 thôi đó, có nghĩa là mình được khi ship đồ này nọ nó giảm cái giá xuống, nó đúng ra giá là 89.000 nhưng mà mình mua là về tới nhà chỉ có 80.000 thôi ha. Rồi các bạn nào
có nhu cầu thì cứ bấm vào ở trên màn hình, nó có xuất hiện cái mặt hàng này nè, cái loa này, các bạn bấm vào đó rồi các bạn mua ha. Mình để nó quay hướng vô nó hú. Rồi tắt đi. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ như thế anh em ha. Đây đó, một bộ gồm micro và loa, giá chỉ có 80.000, ship tận tới nhà anh em nha. Rồi mến chào anh em.